Chào chị, chào đầu tư đã đến với kênh chứng khoán Nam Nguyễn. Thì hôm nay thì thị trường ngày 26 tháng 4 2024 thì VN Index hôm nay sẽ tăng 4 điểm, và anh liệu thị trường sau lễ có bùng nổ tăng điểm tiếp hay không, thì anh chị và mọi người đi cùng em đi qua thị trường và phân tích. Thì cho anh chị trước khi em đi qua phân tích thị trường ngày hôm nay thì anh chị cho em like và subscribe kênh nhé, để có những nhận định và phân tích của em được sớm cho mọi người báo. Ok, quay lại nội dung của video ngày hôm nay. Thì thị trường ngày hôm nay thì cho thấy là có sự phiên tăng điểm ngày hôm nay. Hôm nay thị trường tiếp tục là phiên tăng điểm. Thì điểm qua thị trường thì thị trường hiện tại thì chỉ số index đóng nến là 1.209,52 điểm, tăng 4,56 phần điểm so với ngày hôm qua, tức là 0,37 38%. Và tổng khối lượng giao dịch hôm nay thì tầm 16.000 tỷ, với thanh khoản là hơn 1.491 tỷ cái thanh khoản. Thị trường cho thấy là tổng khối lượng giao dịch cũng ở mức độ khá là thấp so với các phiên trước đó. Ở trên sàn HOSE thì số mã tăng thì là có 209 mã, số mã đi ngang thì có 97 mã và 227 mã giảm điểm. Trong nhóm VN50 thì có 13 mã tăng, 4 mã đi ngang và 13 mã giảm điểm so với phiên hôm qua. Còn trong chỉ số trong nhóm HNIndex thì là có 74 mã tăng điểm, 60 mã đi ngang và 93 mã giảm điểm. Upcom thì 178 mã tăng điểm, 106 mã đi ngang và 128 mã giảm điểm. Còn chỉ số phái sinh thì hôm nay thì phái sinh cũng có sự tăng điểm ngày hôm nay. Hôm nay phái sinh cũng tăng 5,4 điểm so với ngày hôm qua. Tại thì khối lượng hợp đồng nó rơi vào tầm 326.000 hợp đồng. Với khối lượng hợp đồng như này thì cũng cho thấy ở mức độ cũng trung bình. Với nước ngoài đang dư mua là 7.000 và dư bán cũng tầm 7.000 đồng. Có thể đi qua biểu đồ Nhật để nhìn thấy thị trường hôm nay rõ hơn. Về thị trường qua biểu đồ Nhật thì có thấy trên sàn HNIndex và HOSE, thì HNIndex thì một nhóm tài chính đang là có STB này, Nova Van Den này, có tích cực này, STB thì đang tăng điểm. Ngoài ra thì có TCH là một bất động sản, HDB là một ngân hàng tăng điểm ngày hôm nay. Còn trên nhóm HNIndex thì đang tích cực ở một số con như PVS này, PVC này, nó cần dầu khí. Còn đang bị giảm điểm ở một số ngành tài chính như SHS này, Shell này, MVS này. Còn trên Upcom thì nhóm công nghiệp như PVX này, tài chính như con VVB này, còn tăng điểm ngày hôm nay. Công nghệ thì có VGI tiếp tục còn tăng điểm. Còn trong nhóm ngành hiện tại thì nhóm nước ngoài thì trên đang mua khối lượng trên Upcom thì là trên 585.000, và đang mua lại con ACV này, VGT này trên Upcom. Còn trên HOSE thì đang mua về MVGV khá là nhiều. Ngoài ra thì có Vietcombank này, Masan, KDH này, Quýt này. Còn nhóm HIndex thì đang mua PPS. Hiện tại thì con PPS đang nó cũng đang được nhóm nước ngoài mua lại 95 tỷ. Còn IDC nữa cũng mua lại trên 10 tỷ. Và khối lượng mua trên HIndex thì là rơi vào tầm trên 2 triệu. Và HOSE thì là trên 61 triệu.
Nhìn chung thì biểu đồ Nhật sẽ thấy là ngành nghề đang dòng tiền phân bổ thì đang là một ngành tiêu dùng, ai gì cũng tiêu dùng phân bổ khá nhiều. Và biến động giá thì đóng góp cao nhất thì vẫn là con ngành công nghệ với tăng tỷ lệ tăng là 3,57%. Ngoài ra thì nhóm dịch vụ tiêu dùng và công nghiệp cũng đóng góp với lượng tăng là tầm trên trung bình là trên 1,45%. Hôm nay thì cổ phiếu tích cực có giao dịch ngày hôm nay trên sàn hồ xe thì có SHB này, DG, Novaland và HDG, VIX này. Còn nhóm H Index thì là có SHS này, PVS, SEL. Nó vẫn những con như thế thôi. Còn Upcom thì đứng đầu vẫn là PSR. Ngoài ra thì hôm nay có con NMH này, cũng được giao dịch cũng khá nhiều. Con này thì đang giảm sàn rồi. Tiếp theo này anh chị đi qua về điểm qua thông tin thị trường thế giới một chút. Về chỉ số vàng hiện tại thì cho thấy là vàng sau khi giảm điểm trước trước đó thì tuần trước thì hôm nay thì tiếp tục là phiên tăng điểm ngày hôm nay. Hiện tại thì chỉ số vàng đang là dao động ở mức 2.542 đô trên ounce. Đang có sự tăng điểm trở lại. Còn chỉ số Dow Jones thì đấy, hiện tại cho thấy là Dow Jones đang cho thấy là phiên giảm điểm khá mạnh. Nhưng trước đó thì hôm nay có sự phiên rút chân hồi lại. Hiện tại thì chỉ số Dow Jones đang dao động ở mức 38.058 à 85. Còn dầu thì đang dao động ở mức 84,16 lượng dầu. Và ngoài ra thì các chỉ số như SP 500 thì đang dao động ở 5.048. Cũng cho thấy là cũng đang hồi lại tăng điểm sau những phiên giảm điểm trước đó. Quay lại thị trường Việt thì chỉ số VN-Index hiện tại thì về cái bức tranh chỉ số VN-Index ấy, thì cũng cho thấy là cái bức tranh cũng đang có sự hồi phục trở lại sau những phiên giảm điểm mạnh tuần trước. Tuần này có sơn cuối tuần này thì cũng có cái tuần này đến thứ sáu rồi thì cũng có phiên cuối tuần tích cực khi mà đóng nến ở xanh xanh điểm và tăng tăng điểm đi lên. Hiện tại thì vùng quan sát của chỉ số VN-Index đang là ngưỡng là 1.200. Cái mức này thì đang là hiện tại thì đang là mức hỗ trợ yếu của thị trường. Còn mức quan sát tiếp theo thì của thị trường có thể là sẽ nhắm tới thì là sẽ 1.100 à 1.215 điểm, hoặc là nếu đóng nến ở trên mức và đang tiếp cận được 1.230 điểm nếu mà tích cực hơn. Còn hiện tại thì thị trường đang dao động ở 1.200 điểm đến 1.215 điểm, đang dao động ở sang cái mức này. Hy vọng là nếu thị trường tích cực hơn sau những thị trường bùng nổ sau sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 ấy thì thị trường sẽ hồi phục và tăng điểm trở lại. Và ngưỡng quan sát tiếp theo của anh chị sẽ là mốc cả 1.230 điểm nếu mà thị trường lấy lại được cái mốc cân bằng và đi lên. Hiện tại thì cho thấy là chỉ số giá thì đang nằm trên đường 310 rồi, đang lấy lại được mà 310. Còn chỉ số cho các chỉ báo như mà MACD ấy, thì cho thấy là đang có xu hướng là phân kỳ cắt lên ở trên trên đường hồi tụ, phân kỳ đang có dấu hiệu là cắt lên. Ở đường Fibonacci thì có xu hướng là sẽ chuyển thành màu đỏ từ đỏ sang xanh, tuy nhiên là mình cần sẽ xác nhận thêm.
Để đánh giá được thị trường có phải là đáy ở đoạn này hay không thì mọi người cần cần chú ý quan sát tiếp theo nữa. Nếu mà đây là một cái đáy một và tạo thị trường tạo đáy hai đây thì mới xác nhận là lên. Còn hiện tại thì chưa tại đã tạo đáy hai nên là chưa thể xác định đi lên được. Nếu thị trường lên đây mà quay lại test và tạo đáy hai ở đây như thế nào thì với mô hình ở đáy sau cao lên trước thì xác nhận thị trường sẽ lên lên. Còn hiện tại thì chưa thể xác nhận được, cái thị trường chưa quay lại test đáy thì khả năng thì vẫn còn tiềm ẩn cơ rủi ro cho mọi người. Trước mắt thì mọi người có thể dẫn lấy cái mốc hỗ trợ cứng của thị trường hay là 1.160 điểm. Nếu mà thủng qua cái mốc này thì thực sự là thị trường sẽ xấu xấu hơn. Đi qua điểm qua về cổ phiếu thì hôm nay thì trong nhóm V50 một chút. Trong nhóm V50 thì một số mã thì tích cực thì có con trụ SHB này, MVKG này. Trụ SHB thì nó cho thấy là SHB thì đang cho thấy tích cực đi lên, giá đã nằm trên đường 50. Còn về quan sát ở cái mốc tiếp theo của con giá này sẽ là 12 để mà tích cực đi lên. Ngoài ra thì nhóm trụ MVKG, nhóm kênh dây di động cũng tăng mấy phiên liên tiếp rồi. Hiện tại thì giá thì đang vượt qua mức 54. Hiện tại đang kỳ vọng là 59, à là 58, 59. Ngoài ra thì còn con HDB cũng tích cực ngày hôm nay khi mà nó tăng điểm và đóng nến ở trên 50. Hy vọng là con này sẽ là con trụ và kéo lại thị trường. Ngoài ra thì con Vinamilk ngành sữa thì cũng đang cho thấy là tích cực khi mà giá đang có trạng thái là giá bắt đầu là kéo mà trên mà làm trên 50 và MACD thì bắt đầu có dấu hiệu là phân kỳ cắt lên, hy vọng sẽ tích cực. Ngoài ra thì con VIX này, VIX thì đang cho thấy là giá bắt đầu là cắt lên trên 50, đã có ba cây nến tăng điểm ngày hôm nay, điểm liên tiếp. Và hy vọng nếu mà nó tạo thêm một cái dấu hiệu là đáy nữa, test đáy hoặc là test đáy về vô về về cái mô hình ấy thì có thể là sẽ hy vọng con này sẽ test đáy như này, ví dụ nó lên như này test lại nó quay lên nó tăng như này thì sẽ có thể là sẽ dấu hiệu là con này sẽ tăng điểm trở lại, tuy nhiên là cần một dấu hiệu xác nhận nữa. Này thì cũng giảm nhiều phiên liên tiếp rồi. Ở đây còn FPT thì đang cho thấy là giá bắt đầu là khi một phiên tăng điểm như này đang có cây nến nấm lửa đoạn này, chưa có dấu hiệu là sẽ có thể là sẽ phản ứng đi ngang đoạn này. Ngoài ra thì các ngành khác như ngân hàng đi. Ngân hàng thì có một số con Vietcombank nhé, con trụ thì cũng đang cho thấy là giá chưa cho thấy là một cái nến đỏ ở đây thì cũng cũng đang báo hiệu là có thể là sẽ đi ngang trong đoạn này, là cũng cần lưu ý. Ngoài ra thì nhóm hàng chứng khoán thì SHB này cũng đang xu hướng là đã cây một cây kéo lên nằm trên trên giá đã kéo lên và đang kỳ vọng ở giá 18.5 và kỳ vọng là giá 20. Tuy nhiên là cái đoạn này thì cũng cho thấy là giá bắt đầu đang điều chỉnh như này rồi, đang tiếp tục cái giá M10, hy vọng nó sẽ nằm lên. Nếu không thì lại test về mốc cũ 18.5. VCI thì đang đi ngang hôm nay. SAS thì cũng cho cây nến là tích cực khi mà giá đã chạm mốc MA10 này.
qua ngành dầu khí một chút thì có một số con PVS này đang tích cực này, giá bắt đầu là trải qua mùng 10 này. PVX này cũng đang chạm vào 10, MACD thì chưa cắt nên đang có dấu hiệu phân kỳ. Ngoài ra thì BSR thì đang đi ngang trong cái đoạn này, đã từ 17.9 đến 18.3. Nhóm bất động sản thì Novaland đây tích cực này, đang có dấu hiệu là hồi phục lại. Hay là TCH, TCH là 3 cây nến tăng điểm rồi. Đồng giá thì đang lấy lại mốc MA10, hy vọng là một quan sát tiếp theo sẽ là 16.7, 16.5 gì đấy. Ngoài ra thì có VHM cũng tích cực này. DPG cũng cho thấy tích cực, đang quanh quanh ở mốc 42 đến 44. Nhóm bất động sản công nghiệp như SSC cũng có thấy tích cực tăng điểm này. Giá đang dao động từ 39 đến 40.5. Con này thì cho thấy là giá bắt đầu là phân kỳ MACD bắt đầu cắt lên rồi. Và đường khi Kenasi thì bắt đầu chuyển từ đỏ sang xanh, cho thấy là dấu hiệu đã tích cực trở lại. Tuy nhiên là nó có sẽ để một đánh giá nó sẽ lên ngay, nhưng mọi người cần chú ý quan sát, nếu mà nó test lại như này, tạo ra hai đáy như thế này sẽ xác nhận là sẽ hồi phục và tăng trở lại với con SSC này. Tuy nhiên là không loại trừ khả năng con này nếu mà nó phi tiếp, nó hồi lên lại phi tiếp đoạn dưới thì cũng không phải cũng cũng, cũng không không thể là chủ quan được. Ok, trên đây là em đã đi qua về thị trường phân tích vào ngày cho người ngày hôm nay thị trường. Hy vọng là sau lễ thị trường sẽ tích cực và tăng điểm trở lại. Anh chị nào theo dõi thì nếu muốn mở tài khoản chứng khoán VPS thì có thể cân nhắc gắn ID của em để đồng hành cùng với em, để các em hỗ trợ tư vấn thêm cho mọi người. Thông tin thì em để trên mô tả của video.